Những ngày đầu xuân trên các công trình xây dựng trọng điểm, không khí lao động vẫn khẩn trương hăng say để công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Tại công trường xây dựng cụm liên trường tỉnh Lào Cai đã hình thành vóc dáng của một công trình đồ sộ. Trước Tết, trên công trường thường xuyên có hàng trăm cán bộ kỹ sư công nhân lao động 3 ca trên ngày đêm. Dự án được khởi công đầu năm 2019 và dự kiến thi công khoảng 23 tháng. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ đề ra. Dự kiến tháng 8 năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành, bàn giao về kỹ thuật và bàn giao chính thức cho khai giảng năm học mới. Chúng tôi là có 5 thành viên, 3 anh em trực giám sát ngoài này, tạo mọi điều kiện cho đơn vị thi công, tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đoạn từ khu vực đô thị Tân Lập, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, đến hợp lưu của sông Hồng với suối Ngòi Đun, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, cũng là công trình mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 do Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai làm chủ đầu tư. Do đây là công trình xây dựng đặc biệt nên việc đảm bảo chất lượng thi công được đặt lên hàng đầu. Dù nhà thầu cam kết thi công vượt tiến độ nhưng chủ đầu tư vẫn giám sát chặt chẽ, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Lên kế hoạch cụ thể hàng tuần, hàng tháng. Đối với hàng tuần thì về phía tổ quản lý dự án cũng như là cái đoàn của giám sát của đối với đơn vị tư vấn giám sát ấy, thì họp thường xuyên ở hiện trường để đánh giá được cái tiến độ, chất lượng và công tác an toàn của ngoài hiện trường. Từ đó để đưa ra được những cái kế hoạch trong thực hiện trong thời gian ví dụ tuần tiếp theo. Còn đối với ban ấy, thì lãnh đạo ban thường xuyên là hàng tháng là tổ chức cái lịch họp giao ban đối với các nhà thầu để xem đánh giá được cái tình hình triển khai thi công ở hiện trường thế nào và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ xây dựng công trình, không vì niềm vui riêng mà ảnh hưởng đến việc hoàn thành các hạng mục của công trình đặt ra, các nhà thầu, chủ doanh nghiệp luôn động viên anh em công nhân nỗ lực góp sức xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với anh em công nhân chúng em thì luôn luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ kế hoạch của công ty đặt ra. Một mùa xuân mới đã về mang theo niềm tin và ước vọng. Trên các công trình xây dựng, không khí thi đua lao động đẩy nhanh tiến độ đang được gia tăng. Đây thực sự là một tín hiệu vui, góp phần tạo nên sức xuân, sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố Biên Cương, nơi địa đầu của Tổ quốc trong năm mới.